Top 3 cách kiếm tiền trong mùa downtrend. Ok, chào mừng anh em quay trở lại với channel của Bang Bang Gaming. Thì đúng như cái chủ đề hôm nay mình sẽ chia sẻ cùng với mọi người, đó là top 3 cách kiếm tiền trong cái thị trường mà khi mà nó không được gọi là ổn định lắm và chúng ta vẫn muốn có cái lợi nhuận. Thì thực ra trên thị trường này có cực kỳ nhiều cái cách kiếm tiền, và đặc biệt là trong mùa uptrend thì mọi người sẽ gọi là kiếm dòng tiền nó dồn vào thị trường thì mình sẽ kiếm dễ hơn. Nhưng mà trong mùa downtrend thì thế sẽ khó hơn một chút, nhưng mà chúng ta vẫn có một số cách nhé. Ok, thì trong video này thì mình sẽ chia sẻ với mọi người. Thì đầu tiên là về cái tổng quan về thị trường trước, thì hiện tại thì thị trường cũng gọi là không được đẹp cho lắm, là bởi vì là cũng có một số cái tác động từ bên ngoài cũng như là một số cái lệnh chốt lời của nhiều cái cá mập và cái về phần các cái quỹ. Thì trong cái video này thì mình sẽ cùng với mọi người tìm hiểu ba cái cách để chúng ta có thể kiếm tiền trong cái mùa downtrend này nhá. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ staking. Thì staking ở đây là nếu bạn nào mà mới thì bạn có thể hình dung một cách đơn giản là chúng ta như kiểu là ánh xạ qua cái thị trường truyền thống, tài chính truyền thống, thì tức là chúng ta gửi ngân hàng đó. Nhưng mà ở đây thì staking này chúng ta có rất là nhiều loại này, có thể staking là các cái token, các cái đồng coin, staking các cái đồng stable coin, tức là các cái đồng mà có cái giá nó ổn định. Hoặc là cách thứ hai là chúng ta có thể chơi các cái tựa game play to earn, vừa chơi game vừa kiếm tiền. Cách thứ ba là một cách mình nghĩ đây là cái cách cực kỳ rất quan trọng nhất mà đâu đâu người ta cũng phải cần, đó là chúng ta cần phải trau dồi và học hỏi thêm kiến thức rất là nhiều, bởi vì chính cái việc trau dồi kiến thức này mới giúp chúng ta kiếm tiền và sẽ kiếm tiền cực kỳ nhiều trong cái thời kỳ uptrend. Ok không ạ? Đầu tiên là về phần staking. Thì staking trong cái video này thì giới hạn video này mình sẽ chia sẻ với mọi người là staking về các cái token của stable coin chứ không phải staking các token khác nhé. Thì stable coin là gì? Là các cái đồng ổn định như kiểu là USDT này, USDC này, UST này, rồi BUSD này, các cái đồng mà có tỷ giá là một đô đó. Thì các bạn có thể vào cái trang là coindex.com thì mọi người có thể thấy top các stable coin này. Cái API cực kỳ là cao. Thì mọi người sẽ qua cái phần stable coin nhé. Đó, thì API của một số cái token USDT, USDC này 106% này, 106% này. Thì đây mọi người lưu ý là chúng ta cần phải có tìm đến cái có cái tích xanh này là low risk này, tức là cái rủi ro nó sẽ thấp. Đây, least risk này là ít rủi ro này, thì các bạn mới nên tham gia nhá. Thì đây thì các bạn xem lọc theo cái API này. Đó. Thì các bạn lướt sang trang 2 này. Thì đây hiện tại thì mình cũng đang stable staking cái đồng UST này là stable coin của Luna. Thì Luna được backer bởi Do-Won đó, founder của Luna, và họ cũng đang có ý định là hiện tại nhá, cũng có thông tin là UST sẽ được kiểu là trợ giá bởi đồng Bitcoin. Ngày trước chỉ là bởi cái đồng Luna thôi, bây giờ thêm cả Bitcoin nữa, thì họ cũng có kế hoạch là mua tới tận 10 tỷ đô la Bitcoin để backup và dự phòng cho cái đồng stablecoin của họ, UST của họ. Thì giá hiện tại API hiện tại rất là cao, trên UST khoảng 19,45% này. Đó, cái stake xanh này, Robic này rất là ít rủi ro. Nó là ít thôi nhưng mà chắc chắn là vẫn có. Thứ hai, các cái phần khác bạn có thể xem này, Dai VDC này, các cặp này, rất là nhiều các cái phần trăm, và phần trăm cực kỳ rất là cao. Thì ngoài cái lợi nhuận cao này thì cũng có kèm theo một số cái rủi ro. Ví dụ như là các cái đồng stablecoin này mất pét, tức là khi mà thị trường giảm đột ngột và vượt nhiều người muốn cut out, muốn bán UST, muốn bán cái đồng stablecoin đi, thì nó sẽ làm cái tỷ lệ trượt giá sẽ cao hơn. Ví dụ nhá, mình ví dụ để mọi người có thể dễ hình dung. Ví dụ bình thường vượt đồng UST này là 1 đô chẳng hạn, mà khi mà đến có một cái dịp down ở đấy, đặc biệt là cái thời gian là 19 tháng 5 năm 2021 ạ, năm ngoái ấy, thì giá UST của nó xuống tận 0,8 hồi 7 cơ. Đó, thì đó là hiện tượng mất pét. Cách thứ hai là chúng ta có thể chơi game play to earn. Thì play to earn tức là chơi game vừa kiếm tiền. Thì hiện tại trên thị trường có vô số nhiều cái game play to earn, nên mọi người tìm hiểu rất là kỹ này, đặc biệt là cái việc cái số vốn nó ban đầu vào. Ví dụ như các game như kiểu là Titan Hunter này, Titanarena này, Mobox này, Little Kingdom này, rất là nhiều game mà chúng ta có thể là bắt đầu số vốn nhỏ hoặc là free to earn cũng được. Thì mọi người nên tìm hiểu và cân nhắc khi mà vào cái tựa game này nhé. Và cách cuối cùng, và mình nghĩ đây là một cách quan trọng nhất trong ba cách, đó là chúng ta luôn luôn phải trau dồi các kiến thức cũng như là cập nhật các kiến thức thị trường, các kỹ năng để chúng ta cùng tồn tại và đồng hành với thị trường cực kỳ màu mỡ và cũng vô cùng nhiều cái rủi ro này. Thì đặc biệt là trau dồi kiến thức thì mọi người có thể tham khảo rất là nhiều các kênh khác nhau, rất là nhiều ở Việt Nam và trên quốc tế. Thì Việt Nam hiện tại thì mình cũng recommend mọi người có thể là follow các cái kênh rất là lớn và uy tín như kênh của Coin98 này,
Đặc biệt là vì nếu mà về kiến thức là con 98, về các cái kênh của chia sẻ về cập nhật tình hình chung của thị trường cũng như là cập nhật tình hình cả tài chính nữa thì là kênh của anh Thuận Capital. Ngoài ra thì khi mà chúng ta có những cái kênh đó và sau này nếu chúng ta đến cái mùa uptrend ấy thì chúng ta sẽ gia tăng cái tài sản của mình rất là nhanh và chúng ta bắt buộc phải là trau dồi kiến thức để có thể là cập nhật tin tức hàng ngày, cực kỳ rất là hữu ích luôn. Ngoài ra thì mọi người có thể follow Bang Bang Gaming để có thể là cập nhật vô cùng nhiều cái tin tức nữa nhé. Ok, vậy là trong video này thì mình đã cùng với mọi người tìm hiểu top 3 cái cách để chúng ta có thể kiếm tiền trong cái mùa downtrend này. Đó là staking này, chơi game play to earn và trau dồi thêm nhiều kiến thức, kỹ năng nữa để đồng hành cùng với thị trường. Thì cảm ơn anh em rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi video này của team Bang Bang Gaming. Thì mọi người nhớ ủng hộ Bang Bang nhé bằng cách là tham gia các channel của Bang Bang này cũng như là like video này, đăng ký kênh hoặc được hơn nữa là chia sẻ cái video này để mọi người có thể biết đến nhiều hơn. Ok, cảm ơn anh rất là nhiều. Xin chào lại mọi người trong những video tiếp theo.